Thương Hải Thành, Tiêu Hằng cùng sư tỷ nhìn vào bảng thông báo há hốc, cần bốn người tham gia thi đấu, chúng ta còn thiếu một người, sư đệ tính sai rồi. để ta hội y đại cáp tử chúng ta vừa hay bốn người, giao giao, Kim Linh tuy rằng là hình người nhưng nó là chiến sủng của Tiêu Hằng, không thể xem là người của Huyền Nữ Tông, mọi người đang nói thì thầm gì vậy, có phải giống như những người 300 năm trước nói xấu sau lưng Kim Linh. Ta biết những người các ngươi, một mặt muốn lợi dụng sức chiến đấu của Kim Linh để đánh nhau, một mặt lại cảm thấy Kim Linh không phải là người muốn đánh muốn mắng chứ gì, không phải không phải, hội y sư tỷ không phải là người nhưng ta vẫn thích tỷ ấy nhất. Nói như vậy Kim Linh giống tỷ của cô rồi, vậy Kim Linh cũng làm sư tỷ của cô, như vậy có thể giúp mọi người báo danh tham gia rồi. Kim Linh đừng làm loạn, phương thức chiến đấu của chiến sủng trong thi đấu là hợp nhất với chủ nhân, tương đương với việc là vũ khí của chủ nhân. Như vậy thì không hợp lệ, vậy phải làm sao? Chúng ta không thể tham gia ư? Thực ra vấn đề nhân số rất dễ giải quyết, chỉ cần tìm được Lăng Huyên tỷ là được, vậy thì chúng ta đi thôi nghe nói nhà của sư tỷ là lăng thị thương hành kiến trúc nổi bậc nhất ở trong thương hải thành rất nhanh đã thấy bốn người đi vào lăng thị thương hành vừa được đưa đến trước cửa phòng lăng huyên thì bất ngờ một cái bình bay ra vỡ nát theo sau là một gã đang ông đàn hậm hực lăng huyên nữ nhân đê tiện này cô thật sự đánh người lăng huyên bước ra chẳng phải ngươi nói để ta trực tiếp đánh ngươi cho đến khi ta hết giận sao mới có mấy cái đã không chịu nổi giao giao nhìn thấy người đẹp vội vàng lao đến ôm chặt lăng huyên sư tỷ đã lâu không gặp tiêu hằng cũng giơ tay chào lăng huyên sư tỷ Ô vị này chính là tiêu hằng sư đệ phải không? Ta đã nghe sư phụ và các sư muội nói qua rồi, đợi ta một chút. Xử lý nốt chuyện này rồi chúng ta nói chuyện, không biết sư đệ có thể giúp tỷ gì không? Không cần đâu. Chỉ là một con chó không biết xấu hổ mà thôi. Hừ lăng huyên đừng quên ta là hôn phu tương lai của cô, vậy mà mắng ta là chó. Việc này ta nhất định mách cha ta, lăng ra các ngươi xong đời rồi. Tống khả cập, ngươi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt bị ta bắt hiện hình, còn dám ở đây nói cái gì mà vị hôn phu, hôm nay còn mang theo cô bạn gái nhỏ đến xin lỗi ta ư tỷ tỷ hiểu nhầm chúng ta rồi muội và khả cập ca ca thật lòng yêu nhau nhưng bọn muội cảm thấy thật có lỗi với tỷ tuy rằng ai cũng biết người khả cập yêu là ta chuyện này không thể trách huynh ấy chỉ trách muội không thể kìm nén tỷ nếu như tức giận thì đánh muội xả giận cũng được tiêu hằng xem kịch thầm cảm thán thủ đoạn của nữ nhân ha lăng huyên trực tiếp đánh vêu mùng con trà xanh nếu cô đã thấu tình đạt lý ấm áp như vậy thì ta sẽ thành toàn cho cô hư có chuyện gì cứ nhắm vào ta sao lại ức hiếp một tiểu cô nương đáng thương như liên nha muội muội chứ xem ra những năm gần đây ta tính tình rất tốt nếu ta không tức giận ngay cả loại người như ngươi cũng dám coi ta là quả hồng mềm dứt lời lăng huyên trực tiếp đá vào háng tống khả cập sau đó đánh ra trí cương phủ lăng huyên ném mấy trăm lá bùa dính vào người hắn à tiểu tam nhìn thấy không ổn thì bỏ chạy khả cập ca ca gắng kiên trì ta đi tìm người hỗ trợ nhưng vừa chạy được ba bước thì à đã bị lăng huyên giữ lại hai người các ngươi đừng hòng chạy sau đó liền thấy lăng huyên tẩm quất tống khả cập cùng con trà xanh tiêu hằng nhìn thấy mà sám mặt giao giao sư tỷ ta nhớ tỷ nói là lăng huyên sư tỷ thích chiếu cố người khác ấm áp cười thân thiện cơ mà đánh đã tay rồi lăng huyên quay lại sư đệ vừa nói cái gì đệ hình như có chút ý kiến với tỷ không không đệ rất là ủng hộ hành động của tỷ đi theo ta chúng ta từ từ ôn lại chuyện cũ chuyển cảnh đến phòng khách ta vừa nghe nói trong môn có thêm một nam đệ tử liền muốn đi xem thử nhưng đáng tiếc là công việc của thương hội quá nhiều đi không được sư tỷ tông môn ngày nay gặp khó khăn vẫn mong sư tỷ ra tay tương trợ lăng huyên sư tỷ sư phụ trước lúc lâm trung có nói hy vọng các vị sư tỷ như chúng ta giúp đỡ sư đệ lấy lại danh tiếng tông môn không nghĩ tới sư phụ vậy mà qua đời rồi được giao phó của sư phụ ta nhất định làm được nói đi cần ta làm gì ta muốn sư tỷ cùng tham gia đại hội tuyển chọn cấp phủ thương hải thành tổ chức ta bây giờ phụ trách toàn bộ thương hội lăng gia không thể làm những thứ khác cùng một lúc huống hồ cho dù ta đồng ý tham gia mấy người các đệ cảnh giới sợ là không đạt điều kiện báo danh a à, bị sư tỷ nói chúng rồi nhưng trước tiên chúng ta cần phải tập hợp đủ số lượng đã tu chân giới đa dược bí bảo linh khí vô số vấn đề cảnh giới luôn có biện pháp giải quyết nói thật trong thương hải thành quả thật có vài loại linh đan có thể khiến cảnh giới nhanh chóng đột phá chỉ là linh đan này không dễ lấy chỉ cần các đệ lấy được linh đan trước khi báo danh kết thúc đạt tới tiêu chuẩn cảnh giới vậy thì ta sẽ tham gia với mọi người chuyển cảnh đến đại sảnh giao dịch lăng huyên sư tỷ nói muốn đạt được linh đan cần phải hoàn thành những đáp ứng của những gia tộc này trong danh sách tiền thưởng Quản sự, chúng tôi đến nhận nhiệm vụ. Ô là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ phải không? Điền mẫu trước, họ tên, đẳng cấp muốn tiếp nhận nhiệm vụ cấp nào? Chết rồi liên hệ với ai? Nghe nói mấy đại gia tộc ở Thương Hải thành công bố một vài nhiệm vụ đã treo nhiều năm, những nhiệm vụ này đẳng cấp như thế nào? Lão trưởng quầy nghe vậy thì tay bắt mặt mừng, thật là một người có khí phách, dám nhận nhiệm vụ của mấy đại gia tộc. Chúng tôi hôm nay có ưu đãi, sau khi chết tăng sự bao hết. Mời các vị vào trong nói kỹ. Sau đó liền thấy anh bước ra khỏi công hội với quyền trục thiếu chủ của Lý gia ở Thương Hải thành mấy năm trước bị thương khi vào bí cảnh, gân cốt bị tổn thương, mấy năm nay Lý gia vì để trị thương cho thiếu chủ luôn tìm kiếm nước mắt của thú hoàng dung nham thú, nhiệm vụ đầu tiên chúng ta cần làm là cái này. Trời ơi nước mắt của thú hoàng, sư đệ biết dung nham thú đã biến mất bao nhiêu năm rồi không? Sư tỷ yên tâm ta tự nhiên biết làm thế nào để tìm dung nham thú. Dung nham thú hoàng không dễ tìm nhưng ta có thể trực tiếp tìm thú hoàng lệ. Bên ngoài Thương Hải Thành trước đây có một viêm long động, sâu bên trong động là nơi sinh ra của dung nham thú hoàng, chỉ cần tìm được nơi đó là có thể lấy được thú hoàng lệ suỵt sư đệ phát hiện ra gì không sau lưng có người bám theo chúng ta một đám chuột nhát mà thôi không cần quan tâm bọn chúng sau đó mọi người bắt đầu lên đường đám người tiêu hằng đi một lúc lâu thì giao giao phát hiện ra vấn đề sư đệ chúng ta có phải gặp quỷ che mắt rồi không tại sao đi nửa ngày vẫn cứ đi vòng vòng ở đây tiêu hằng nhớ ra quy tắc của hệ thống địa điểm phải liên quan tới việc giúp đỡ các vị sư tỷ và chấn hưng tông môn mới được không thể tùy ý chọn lựa hệ thống cút ra đây cho ta Ta đi viêm long động là vì nhiệm vụ giúp các sư tỷ nâng cao cảnh giới, phù hợp với điều kiện tại sao không thể đi, lần này là hành động của ký chủ quá nhanh có chút không tránh khỏi hiểm nghi. Tốc độ tính toán của hệ thống hơi chậm đợi một chút, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt vị trí nhiệm vụ trước khi hệ thống công bố nhiệm vụ, đạt được thành tựu người đàn ông nhanh nhất trong thiên hạ. Khen thưởng đăng nhập vào long động ở bên ngoài Thương Hải Thành sẽ có phần thưởng bất ngờ, sau đó liền thấy đám người được đưa ra khỏi Thương Hải Thành, đi thêm nửa ngày đường thì mọi người cũng tới Viêm Long Động, Tiêu Hằng bước lên giang tay, đăng nhập viêm long động nhưng đáp lại anh là một sự im lặng đến đáng sợ sư đệ đang làm gì vậy à thì đi đường dài gân cốt mỏi nên hoạt động một chút lần trước khi đăng nhập hoặc là gặp nguy hiểm trước hoặc là gặp sát cơ lần này thì không được như vậy xem ra muốn dựa vào hệ thống một đường tới đỉnh phong là điều không thực hiện được vẫn dựa vào bản thân thì tốt hơn muốn đạt được khen thưởng đăng nhập chắc là vẫn có điều kiện khác khi tiêu hàng đi vào hang cũng là lúc một bầy người xuất hiện vây ở cửa hang phong đình vân là người đứng đầu đám người này à dẫn theo hai tên trưởng lão đi vào để lại đám lô la ở ngoài canh gác ở bên trong tiêu hằng đã đi đến cuối hang nơi đó là một vực dung nham sôi ủng ục anh đưa tay ra thực hiện đăng nhập viêm long động vẫn không có phần thưởng sẽ không phải để mình nhảy vào đó đăng nhập chứ bất ngờ từ dưới biển dung nham một con thú lớn bay lên đám người lập tức bay lùi ra xa a a a dung nham thú hoàng thật sự ở đây dung nham thú hoàng liên tục phát động công kích về phía tiêu hằng hệ thống ngươi lửa ta phần thưởng đăng nhập ngươi đã hứa đâu ngươi muốn ta đánh khóc dung nham thú lấy nước mắt à nhắc nhở thân thiện dung nham thú không phải phần thưởng đăng nhập đăng nhập vừa rồi của ký chủ không thành công sư đệ không sao chứ sư tỷ đừng lo dung nham thú hoàng tuy cường bạo nhưng không có ai làm phiền nó thì sau hai canh giờ nó sẽ tự rơi vào trạng thái nghỉ ngơi lúc này phong đình vân xuất hiện kia là dung nham thú hoàng giáp bố can khuê ngăn đám người kia lại hôm nay con thú hoàng này là của ta dứt lời ả liền lấy ra lam tinh sa bắn về phía dung nham thú hoàng thứ bụi lam tinh sa kia bay đến bám vào người thú hoàng con đàn bà ngu ngốc ngươi đây là tìm chết chọc giận nó rồi ta lại phải thu dọn mớ hỗn độn dung nham thú hoàng bị cuồng hóa liền bắn một tia lửa về phía phong đình vân à bị đánh cho rơi xuống biển dung nham à lập tức thi triển pháp thuật hình thành một lớp bảo hộ sau đó đạp sóng bay lên đám người tiêu Hằng cảm nhận được nguy hiểm lập tức bỏ chạy về phía cửa hang nhưng đâu có dễ dàng thú hoàng đấm một phát vào hang động làm đất đá văng lung tung hội y vấp đá ngã xuống liền được tiêu Hằng đỡ lấy dung nham thú hoàng điên cuồng phá phách long viêm động Tình thế cấp bách tiêu hàng kéo theo sư tỷ dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài, cả đám người vừa bay ra cũng là lúc cửa hang động đổ sập. Dung Nham thú hoàng thật lợi hại, chẳng trách dựa vào bản lĩnh của các thế gia thương hải thành cũng không lấy được thú hoàng lệ, không phải như vậy. Dung Nham thú hoàng mặc dù tính khí nóng nảy nhưng chỉ cần vuốt ve rất dễ xoa dịu, chỉ là ả đàn bà khi nãy ra tay bừa bãi chọc giận thú hoàng, lúc này từ trong hang động phát ra một vụ nổ. Phong Đình Vân cùng người của mình bị đánh văng ra, Dung Nham thú hoàng điên cuồng nhìn về phía ả Định Tung ra sát chiêu tiêu hàng nghiêm túc lao về phía nó hội y sư tỷ giúp đệ một chút hiểu ý của anh hội y liền thi triển năng lực mỹ hoặc của bản thân tinh hồ mỹ ngữ sư đệ ta chỉ tạm thời ngăn chặn dung nham thú hoàng một chút thôi tiêu hàng lao tới đâm một kiếm vào ngực nó nhưng không thành công đá vào đầu nó cũng không xi si nhê thú hoàng chỉ gồng mình một cái đã đánh bay tiêu Hằng. không xong rồi để ta tới giúp sư đệ dao dao lao nhanh như chớp về phía thú hoàng cô dùng húc đầu công húc vào bụng của nó nhưng không làm được gì ôm đầu dao dao bị đánh bật ra giao giao muội không sao chứ đừng gây thêm phiền phức cho sư đệ thấy sư tỷ bị đánh tiêu hằng bắt đầu nghiêm túc anh bắt đầu thi triển nhân kiếm hợp nhất đâm một kiếm toàn lực vào người dung nham thú hoàng làm nó rớt ra vài cục đá nhân lúc nó bị thương một chút tiêu hằng tức tốc bay về phía hang động tiến hành đăng nhập viêm long động thú hoàng bị chọc điên cũng bay đến chặn trước cửa hang hệ thống lần đăng nhập này các yếu tố đã đủ ta đang ở trong viêm long động đối mặt với dung nham thú hoàng nếu như vậy vẫn không được khen thưởng ta quay về nhất định chém ngươi Tiêu Hằng giơ tay chỉ thiên hét lớn đăng nhập Viêm Long Động, một luồng khí lạ lập tức xuất hiện xung quanh thú hoàng, cơ thể nó dần biến thành những hạt bụi nhỏ bay về phía Tiêu Hằng. A à đây đây là linh lực của dung nham thú hoàng sao? Tiêu Hằng đưa tay ra nhận lấy nguồn linh lực ấy, sau khi hội tụ đủ thì trên tay anh xuất hiện một con thú đá. A à đây là phần thưởng bổ sung của lần đăng nhập này ư? Ừ, hội Y vui mừng chạy đến, không ngờ sư đệ lợi hại như vậy, vậy mà có thể hàng phục dung nham thú hoàng. Không hổ là đệ tử mà sư phụ giao phó trọng trách. Phong Tinh Vân lúc này đi đến tiểu ca ca thật lợi hại đã cứu ta một mạng ơn cứu mạng không có gì báo đáp chi bằng để ta dùng thân này báo đáp được không đừng hòng lừa gạt sư đệ của ta sư đệ là người của huyền nữ tông người ngoài không thể cướp nếu như anh đồng ý thì có thể tới khách sạn lớn nhất thương hải tìm tôi chỉ cần báo tên đình vân tự nhiên sẽ có người đưa người tới nói xong ả à, dẫn theo người của mình rời đi hư nữ nhân này rốt cuộc là cái gì muốn tranh sư đệ với chúng ta sao phong đình vân lẽ nào là người của phong gia lăng ba thành Lăng Ba Thành cách Thương Hải Thành không xa, lúc này Phong gia tới Thương Hải Thành chắc cũng là vì tham gia đấu tuyển tu chân đại hội. Chỉ là theo lý mà nói Lăng Ba Thành cũng có trường thi đấu, tại sao người của Phong gia lại tới Thương Hải Thành? Có lẽ bọn họ cũng đang nhắm vào tiềm long giáp rồi, lần này lại thêm phần rắc rối ư, giao giao lúc này chọc vào đầu đá thú. Sư đệ sư đệ, nó có thú hoàng lệ ư, hay là chúng ta ức hiếp cho nó khóc rồi lấy thú hoàng lệ đi, nhiệm vụ này hãy giao cho ta đi. He he giọng giao giao trở nên đê tiện, sau đó mọi người quay trở về thương hải thành giao giao tiến thẳng đến chỗ lão trưởng quầy phòng giao dịch đưa ra thú hoàng lệ làm lão lắc mắt lão mừng đến chảy cả nước mắt ha ha nhiệm vụ của mấy đại gia toc hoàn thành rồi ta được thăng chức rồi ha ha đám người xấu nghe được thông tin này thì nổi ý xấu có nên trước cuộc thi tiêu diệt bọn chúng trước không sau đó tiêu hằng nhận được phần thưởng trở về nhà của lang huyên anh đưa viên đan dược cho hội y giao giao sư tỷ giống như ta đều là võ lực công kích kẻ địch chỉ có hội y sư tỷ là cao thủ huyễn thuật hội y sư tỷ đột phá mới có thể phối hợp với ta tốt hơn sau đó liền thấy hội y nút viên đan dược rồi ngồi lên giường tu luyện lăng huyên đưa anh ra phòng khách nghỉ ngơi sư đệ trên đường đi giả vờ suy nhược một chút ta đã cho người tung tin đồn để chịu trọng thương phải tu dưỡng vài ngày mọi người buổi trưa đi buổi chiều đã về cùng thú hoàng lệ bây giờ có lẽ rất nhiều người đang nhìn vào đứng đầu ngọn gió như vậy để tính để người ta vây công ám sát ư đừng quên đệ vẫn còn hai viên linh đan thăng cấp lăng huyên sư tỷ nói đúng trước khi mục tiêu hoàn thành không thể để người khác nhìn chằm chằm được chuyển cảnh đến phòng khách tiêu hàng đòi đồ sau khi đăng nhập viêm long động hệ thống liền đưa ra thần nông đỉnh và phần thiên long hỏa ngươi đưa cho ta hai thứ này làm gì đừng cho rằng ta không biết tác dụng của nó là gì công hiệu lớn nhất của thần nông đỉnh chính là thăng cấp đan dược nhưng nó có một tác dụng phụ là thời gian luyện đan tăng gấp đôi ta dùng nó thăng cấp đan dược nhưng không kịp lên đường báo danh như vậy thì khen thưởng có tác dụng gì hư phương pháp sử dụng cụ thể mời ký chủ tự tìm hiểu đột nhiên một mùi hương của hoa đào bay đến làm tiêu hằng ngạc nhiên một cơ thể mỹ miều xuất hiện, một cô gái thì thầm vào tai anh sư đệ à, a à vị sư tỷ nào đùa ta vậy? Tiêu Hằng nắm lấy tay cô gái định ném sang một bên thì lại thấy nàng từ từ rơi xuống chỗ mình. a à hội y sư tỷ, sư tỷ đã đột phá thành công rồi ư? sư đệ, để tránh ta làm gì, muốn ta đột phá hay chưa? đệ tự mình kiểm tra đi. nhìn vào cặp bưởi hồng hào của hội y Tiêu Hằng đỏ mặt, sư tỷ không lạnh à? Mặc thêm y phục vào đi, được a, à. nhưng ta không muốn y phục người khác, ta chỉ muốn y phục của sư đệ thôi. đệ mau cởi ra đi hội y sư tỷ tỷ đừng ép ta tỷ cư ép ta sẽ khiến ước mơ của tỷ thành thật đó vốn dĩ chúng ta sớm nên xong tu mới phải đáng tiếc trước đây mỗi lần đều bị đệ chạy thoát lần này không không để có một điểm mấu chốt cho dù thật sự chọn xong tu thì cũng phải là do đệ chủ động không đúng mặc dù ban đầu hội y sư tỷ đề nghị xong tu nhưng sau khi mình cự tuyệt tỷ ấy cũng không chủ động như vậy hơn nữa tỷ ấy nói xong tu chỉ là để tránh vị hôn phu của tỷ ấy thôi phải không hôm nay lôi tiêu bị giải quyết rồi sao tỷ ấy lại đến nữa sư tỷ mặc dù là hồ tộc nhưng khí chất lại cực kỳ ưu nhã thuần chất dáng vẻ tỷ ấy bây giờ thật khác lạ chẳng lẽ có người cải trang thành hội y sư tỷ sư đệ sư tỷ không đẹp ư tại sao đệ lại bị phân tâm nói xong hội y cởi phăng áo choàng của tiêu hằng a à, gặp quỷ rồi tên cải trang này nhất định là cao thủ thế mà khủng bố vậy không do dự cởi y phục trên người hi hi sư đệ vẫn là một con người ngu ngốc nữ nhân và nam nhân có gì khác nhau để sư tỷ đến dạy đệ hừ, sư tỷ ta nào có chủ động như ngươi bất luận ngươi là ai dám cải trang thành sư tỷ đến lừa ta giết không thương tiếc tiêu hằng không trần trừ vung một kiếm chém tan chiếc áo choàng mà tô hội y đang cầm lúc này giao giao và kim linh hốt hoảng chạy vào sư đệ dừng tay chủ nhân đó là người của mình cơ thể tô hội y trong phòng đột nhiên tan biến làm tiêu hằng ngơ ngác đây đây là chuyện gì thế vừa rồi đó là hội y sư tỷ cũng không phải là hội y sư tỷ chủ nhân người một chút cũng không nhận ra hội y vừa rồi có gì không đúng ư để nghĩ xem năng lực ứng dụng huyễn thuật của hồ tộc là bẩm sinh vậy vì sao cảnh giới của hội y sư tỷ trì trệ mãi không tăng nói đơn giản là đột phá cảnh giới của hồ tộc thực ra có tính nguy hiểm nhất định lúc này linh lực của họ sẽ mạnh hơn bình thường nhưng đồng thời họ cũng sẽ không ổn định rất dễ dành mất đi năng lực tự bảo vệ của bản thân hội y sư tỷ hình như một chút cũng không giống đánh mất đi năng lực bảo vệ ta có nói là cực độ không ổn định chứ cô ấy hôm nay linh lực mạnh có thể ngày mai một tia linh lực cũng không có vậy sư tỷ vừa rồi là chuyện gì hồ tộc bởi vì đột phá mà linh lực không ổn định vào lúc linh lực mạnh họ hành động theo tiềm thức hoặc bản năng sư tỷ làm việc dựa vào bản năng là đến tìm mình ư lẽ nào trong lòng tỷ ấy vẫn chưa từ bỏ chuyện song tù không được chuyện này phải giải quyết cho xong sư đệ hay là đệ chiều theo hội y sư tỷ đi như vậy sư tỷ chắc chắn có thể mau chóng ổn định cảnh giới dù sao đệ cũng không chịu thiệt năng lực sư tỷ cao rồi cũng có thể giúp đệ sớm ngày thực hiện di nguyện của sư phụ đúng vậy đối với tình huống cảnh giới không ổn định của hồ tộc thì song tu là có hiệu quả nhất vì vậy hồ tộc ở giai đoạn đầu thường rất yếu sau khi kết hôn tu vi mới tăng mạnh ấy không 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 được tô hội y đó đã ham muốn chủ nhân từ lâu bây giờ nếu như đưa chủ nhân lên giường cô ta thì chắc chắn sẽ bị cô ta hút cạn cái gì ta là thuốc dẫn à đưa cho hội y sư tỷ thì bệnh của tỷ ấy sẽ khỏi ư hai người đừng có hồ nháo nữa cùng ta đi xem hội y sư tỷ có bình thường chút nào không bên này lăng huyên đang đút thuốc cho hội y uống hội y sư tỷ Ỉ sao sao sư đệ qua đây đi tiêu hằng nhớ lại khoảng khắc mời chào song tu ngọt ngào của hội y lúc trước mà xịt cả máu mũi ý sư đệ chảy máu mũi kìa bình tĩnh mình không phải tiểu nam sinh sẽ bị nữ nhân câu dẫn lạ quá mình đây là thế nào chủ nhân có một tin tốt và hai tin xấu người muốn nghe cái nào tin tốt là dựa theo tình hình của tô hội y bây giờ thì cô ấy ở hồ tộc cũng được gọi là thiên tài sau khi cảnh giới ổn định có thể trở thành trợ lực lớn nhất của chủ nhân tin xấu thứ nhất là cô ấy đối với chủ nhân có chút chấp niệm vì vậy sẽ không tự chủ được mà thi triển mỹ thuật với chủ nhân mỹ thuật vì thế mình mới nhạy cảm như vậy với hội y sư tỷ sao vậy thì dễ giải quyết nhiệm vụ tiếp theo chúng ta cần đi làm cứ để sư tỷ ở thương thành khoảng cách xa như vậy tỷ ấy không thể mê hoặc ta đúng không tiếp theo là tin xấu thứ hai nhìn thấy đuôi của tô hội y chứ xuất hiện trạng thái nửa cáo cô ấy không thể tự dùng linh lực bản thân hồ tộc lúc này rất yếu ớt nhất định phải bảo vệ tốt nhưng chủ nhân yên tâm thời gian này không lâu chỉ cần 3 đến 5 ngày ta tin thương hội của lăng sư tỷ sẽ bảo vệ tốt cho hội y sư tỷ nhưng hội y không nhìn thấy người thì tâm tình rất dễ sụp đổ đến lúc đó linh lực không ổn định sẽ có thể bị kéo dài thời gian 30 đến 50 ngày cũng có thể sư đệ đệ sợ gì chứ đệ vẫn là đứa trẻ sư tỷ giúp đệ trưởng thành nhé sư đệ hôm nay chúng ta đi tìm cái gì tùy tiện xem thử đi không dễ gì mới đến thương hải thành một lần không thể không mở mang tầm mắt sau đó nhóm người cùng đi dạo phố lăng sư tỷ lát nữa trước thời gian triển lãm của hội đấu giá chúng ta tách nhau đi tỷ giúp ta xem thử ở đây có tinh vụ thảo không đây là bắt đầu phát nhiệm vụ cho ta rồi đừng quên ta vẫn chưa đồng ý cùng các đệ tham gia thi đấu đâu đệ nào dám giao nhiệm vụ cho tỷ xin sư tỷ một chút chuyện nhỏ không được sao tinh vụ thảo cực kỳ hiếm có nhưng lại không có công dụng gì thỉnh thoảng có lúc xuất hiện nhưng đều bị các tiểu thư nhà giàu cướp về làm vật trang trí để đi đến hội đấu giá chính là vì tinh vụ thảo sao không phải tinh vụ thảo vô dụng là thế nhân không biết nên dùng thế nào thôi chuyện này nhờ vào sư tỷ nhé Thế nhân chỉ biết Tiêu Long Thần Câu là ấu thể của Phong Lung Linh Điểu nhưng Tiêu Long Thần Câu có 9 dạng trưởng thành. Chỉ có một số ít Tiêu Long Thần Câu mới có thể hóa thành Phong Lung Linh Điểu. Quan trọng nhất ở đây chính là Tinh Vụ Thảo, Tiểu Sư Ca, chúng ta thật sự có duyên. Chúng ta lại gặp mặt rồi, lại là cô, đi đi, cách xa sư đệ ta một chút. Tiểu Sư Ca, người ta hôm nay đợi cậu hơn một tối ở nhà trọ sao huynh không tới. Cô đúng là đồ đáng ghét, Tiểu Sư Ca đúng là có số đào hoa nha, chẳng trách không tới tìm ta. Vậy tối nay ta đi tìm huynh nhé phong đại tiểu thư đến thương hải thành sao không chào nhau một cái không đặc biệt chiêu đãi phong đại tiểu thư thì người thương hải thành chúng tôi thất lễ rồi ây dô đây không phải là người chủ sự của lăng thị thương thành sao có thể gặp ở đây thật là may mắn lăng ra nếu thật lòng muốn chiêu đãi ta thật tốt chuyện này đơn giản cứ đưa tiểu sư ca phía sau cô cho ta là được giao giao nói không sai cô quả nhiên là nữ nhân đáng ghét khụ khụ nếu mọi người đều đến tham gia hội đấu giá vậy thì nhanh tiến vào thôi không cho ta mặt mũi như vậy sao thú vị sớm muộn ta cũng để huynh cúi đầu trước tiểu tử này thật sự là càng nhìn càng trướng mắt, đây là đang làm gì, sao lại đứng ở đây không đi vào, muốn đi vào hội đấu giá dưới lòng đất phải lấy ra được một vật phẩm đấu giá, đây là kiểm tra vật đấu giá, quy tắc hội đấu giá ngầm thay đổi rồi ư, năm đó mình sáng lập nó không chú trọng đến nó, ai, quả nhiên không phải thời đại của mình rồi. Sư đệ dễ như vậy liền có thể lấy được thú hoàng lệ mà các đại thế gia ở Thương Hải thành khó có được, đồ tốt trên người chắc chắn không ít, cũng, cũng không được mấy kiện, he he những khen thưởng đăng nhập đó của ta, tùy tiện lấy ra một cái cũng dọa chết người nhưng mình nghĩ sẽ có người thay mình bỏ tiền ra lúc này hội y nhìn thấy thứ gì đó sau đó thì bỏ tiêu hàng ra rời đi sư đệ để có chuẩn bị vật phẩm đấu giá gì không hay là ta thay đệ sao thế tiểu sư ca không chuẩn bị vật đấu giá để đi vào sao đơn giản ta tới giúp huynh ha ha mình đoán ngay sẽ như này mà ở địa bàn của sư tỷ sao có thể để sư đệ bỏ phí sư tỷ giúp đệ ha ha lăng đại tiểu thư nếu chắc chắn muốn giúp tiểu sư ca hắn đã không phải khó như này vẫn là để ta tới giúp thì hơn. Tô Hồi Y lúc này thì đi theo một người không ngừng gọi tên Tô Chiết, người đàn ông mặc áo choàng nghe thế thì khựng người lại. Kỳ Quái chạy đi đâu rồi? Hội Y đang đi tìm người thì đụng phải mấy tên Du côn đường phố đang đi tìm vật phẩm cho hội đấu giá. Bọn chúng thấy Tô hội Y là hồ tộc thì nổi lên ý xấu xa, tai cáo, đuôi dài, là hồ tộc, đồ tốt đấy anh em. Hai, thật không dễ mới gặp được một đồng tộc vậy mà, đang đi thì hội Y phát giác có người bám đuôi. Hội Y quay lại thì thấy bốn năm tay đàn ông vung dây chạy tới muốn bắt mình lập tức tô hội y thi triển ra mê hoặc hồ mị ti a à, quên mất mình mấy ngày này linh lực không ổn định hê hey, hê hey, con hàng này nắm trong lòng bàn tay rồi bốn năm tên này liền vung dây chói được tô hội y lại con bé này sinh thật với loại cực phẩm này thì bán được không ít tiền đâu chỉ cần chúng ta nói cô ta là thú tộc lang thang bên ngoài bị bắt được cô ta chính là vật phẩm đấu giá thượng đẳng ta đã cho cô ta dùng mê dược đủ cho cô ta ngủ ba ngày đến lúc đó chúng ta đã sớm cao chạy xa bay rồi sao lại đưa một người tới không phải vật đấu giá các ngươi mang tới đây làm gì thương quản sự ngài xem nè, ồ là hồ tộc. Kể từ khi hồ tộc rút lui về cứ địa và biến mất từ 300 năm trước thì những mỹ nhân trong sáng và dâm đãng như vậy rất hiếm gặp. He he nhìn gương mặt bẩn thỉu và quần áo rách dưới này, nhanh tìm một nữ nô đến dọn dẹp, phẩm chất này có thể làm vật áp đỉnh. Sau một lúc thì Tô Hội Y đã được sửa sang thành một mỹ nhân ngủ say để làm vật áp đỉnh. Này nghe nói có mỹ nhân hồ tộc đấy, chẳng phải mấy trăm năm trước hồ tộc tu thành hình người càng ngày càng ít à, bọn họ lại cho tộc nhân bị đưa đi đấu giá sao? thú tộc còn phân thành cao giai và địa giai ngươi xem hộ vệ canh cửa chẳng phải cũng là thú nhân sao thú tộc cấp thấp không được tộc quần chấp nhận hội y sư tỷ chúng ta hay là giúp tộc nhân của tỷ đi hề hội y sư tỷ chạy đi đâu rồi sư đệ hội y sư tỷ chắc chắn bị bọn chúng bắt đi rồi ta sớm đã nói có người sẽ chú ý tới hội y sư tỷ mà giao giao sư tỷ yên tâm nếu như thật sự là bọn chúng bắt hội y sư tỷ đi đệ nhất định không tha cho bọn chúng phòng chứa vật phẩm đấu giá lúc này bên trong tô hội y linh lực khuếch tán ra ngoài hửng mùi gì thơm thế người đến đâu giá ai cũng ngửi được mùi thơm đây là hội y sư tỷ biết vậy lập tức tiêu hằng tiến tới nhưng bị hai tên hộ vệ của hội đấu giá ngăn cản cút ra ai dám cản ta chết bên trong lúc này hội y cũng mở mắt tỉnh lại sau đó thì khuếch tán mị hoặc câu dẫn thổi một hơi thở tới đám người của hội đấu giá làm đám này lăn ra ngủ say linh lực thật sung túc quá đi nếu có thể hút tinh khí của hắn nhất định đại bổ hội y đang định ra tay thì lại nghe tiếng gọi của tiêu hằng ở bên ngoài Tiêu Hằng cùng đám sư tỷ chạy vào tìm thì đằng sau có hàng chục tên hộ vệ cầm đao đuổi theo, "Hội y sư tỷ, tỷ không sao chứ? Ô là sư đệ à, hi hi đệ bị ta bắt được rồi." Tô Hội Y không chần chừ mà nhào tới hôn Tiêu Hằng, bị đá lưỡi liên tục làm Tiêu Hằng phê đến quên cả thở, sắp hết hơi thì anh mới đẩy Tô Hội Y ra, "Sư đệ, ta rất khó chịu, ta muốn, chỉ có đệ, chỉ có đệ có thể cứu ta." Dứt câu Hội Y lại nhào tới hôn Tiêu Hằng, một lần nữa ngộp thở Tiêu Hằng lại đẩy Tô Hội Y ra. Hội y sư tỷ, tỷ cứ như này đệ sẽ không làm quân tử nữa, vậy thì đệ đến đi, để ta xem thử dáng vẻ không quân tử của đệ. Tiêu Hằng lập tức đưa tay sở lên mặt hội y vút ve, đúng lúc này giao giao cùng mọi người chạy vào thấy cảnh này thì tưởng anh đánh hội y, a à, vậy mà đệ đánh nữ nhân. Tiêu Hằng đệ không phải là nam nhân, không sai, còn đánh cả một nữ nhân đang câu dẫn nữa chứ, tiểu sư ca quả nhiên là trai thẳng sắt thép, chủ nhân. Tô hội y không phải là người đánh ngất, là linh lực cô ấy không ổn định nên đột nhiên bạo phát kích thích cô ấy, cô ấy bây giờ có lẽ đưa tỷ ấy về trước đã, trở về nói kỹ với ta sau. Năm người ra bên ngoài thì đã bị đám người của hội đấu giá chặn lại. Thương Hải Thành đã có lệnh không được buôn bán người, ngươi muốn đưa sư muội của ta đi đấu giá như những thú tộc cấp thấp, ta sẽ chém đấu giá phường ngươi trước. Hội đấu giá của Thương Hải Thành càng ngày càng không có quy củ, vật phẩm nào cũng dám nhận, to gan, muốn khích tướng ta à? Hôm nay đừng mơ ra khỏi nơi này dễ dàng. Hừ, sư đệ có ta che chở, hắn muốn đến thì đến đi thì đi. Hai bên đang tranh chấp thì bức tường bị đánh thủng một mảng lớn từ bên ngoài một người cầm đại đao bước vào dô thật là náo nhiệt nhiều người như vậy tụ tập ở đây là làm gì thêm ta nữa có được không xem cô nãi nãi ta có đánh các ngươi tới tụt quần không lăng sư tỷ người này có phải là không sai chắc chắn là cô ấy chuyện gì vậy tô hội y vậy mà đồng ý để nam nhân ôm lăng sư tỷ và dao dao còn giả vờ không thấy nữa không quan tâm nữa đánh trước rồi nói cướp đây khôn hồn thì đem hết vật phẩm của hội đấu giá các người ra Hư hội đấu giá ở Thương Hải thành bọn ta tồn tại hàng trăm năm đây là lần đầu tiên gặp mấy kẻ như các ngươi, một lũ ngu ngốc đến tìm chết, hôm nay phải để các ngươi biết thứ gì không nên chọc, người đâu giết chúng. Nghe vậy lập tức đám người nhào vào nhau chiến đấu, Tiêu Hằng tính nhân thời cơ chạy thì bị tên quản sự phát giác mà gọi người ngăn cản, lập tức một nhóm người tới vây Tiêu Hằng, giao giao sư tỷ, tỷ chăm sóc tốt cho hội y sư tỷ nhé, bỏ hội y xuống Tiêu Hằng liền lao tới đổ sát đám người này. Nữ nhân đeo mặt nạ cũng không ngừng đánh chém bát phương, hai người tay đấm chân đá đánh cho đám người hội đấu giá tan tác hội y sư tỷ sao cơ thể lại bất thường như vậy lúc này cơ thể tô hội y phát ra nguồn linh lực kỳ lạ làm trói mắt những người đứng gần cái này là chuyện gì tiêu hằng mở mắt thì giật mình vì đã rơi vào huyễn cảnh tô hội y ngồi trên ngai vị được một đám nam nhân hầu hạ phục vụ như nữ vương chuyện quái gì vậy thế mà lại tiến vào huyễn cảnh của hội y sư tỷ rồi lần trước không phải như vậy sư đệ sao hôm nay không nói chuyện đệ là trách ta gần đây lãnh đạm với đệ sao hề ý gì vậy Mặc dù mọi người đều là tình nhân của ta nhưng người ta yêu nhất chỉ có đệ, để ta bù đắp cho đệ nhé. Á à đù không ngờ nội tâm của sư tỷ lại bạo như vậy luôn, đệ có muốn không? Muốn, muốn chứ, ai ia vẫn nên ra khỏi huyễn cảnh trước rồi tính. Tình huống bây giờ có thể xúc phát khen thưởng đăng nhập nhận được đạo cụ hữu ích nào không? Thử một chút xem xem, nghĩ là làm tiêu hàng liền đẩy hội y ra. Đăng nhập huyễn cảnh xa hoa của sư tỷ, không đủ điều kiện nhận được phần thưởng đăng nhập, xin ký chủ cẩn thận đăng nhập. Thử lại sau khi được nhắc hoặc có nhận thức rõ ràng, đề cụ tô hội y là sư tỷ của ta đúng không bây giờ ta muốn cứu tỷ ấy khen thưởng đăng nhập đã hứa không phải đến từ việc cứu sư tỷ sao chỉ đành dùng bạo lực phá vỡ huyễn cảnh của sư tỷ thôi chỉ là hội y sư tỷ đang mất khống chế linh lực hy vọng bạo lực phá giải được mong rằng không gây tổn thương cho tỷ ấy tiêu hằng chưa kịp ra tay thì đã thất kinh vì huyễn cảnh đột nhiên tan vỡ biến mất đến lúc tiêu hằng tỉnh lại thì trên mặt đất đám người của hội đấu giá ôm hôn nhau điên cuồng vì chúng huyễn thuật ê tiểu tử ta vất vả cứu ngươi ngươi tính trả nợ ta thế nào hay là làm nô lệ cho ta đi ta vẫn là người rất lương thiện bình thường không tùy tiện chơi chết người khác đại hỗn đản này không cho phép người ức hiếp sư đệ của ta sư đệ hắn cũng là người của huyền nữ tông sao hắn là bda huyền nữ tông từ lúc nào thu nhận nam đệ tử rồi ta hiểu rồi hắn là long sủng của các cô chứ gì vãi đạn sao tới miệng cô ta thì mình là nam sủng để nữ nhân cướp đoạt luôn rồi lăng sư tỷ người phụ nữ đeo mặt nạ này không phải là vị sư tỷ nào đó của ta chứ đúng vậy cho dù đeo mặt nạ cũng không thể che nổi khí tức được cô ấy là thịnh kiều lan một trong những sư tỷ của đệ người vô pháp vô thiên nhất trong huyền nữ tông năm đó không được sự cho phép của sư phụ đã chạy ra ngoài nghe nói còn thành lập một đội lính đánh thuê thịnh sư tỷ cảm giác khá đặc biệt dường như còn hấp dẫn hơn cả hội y sư tỷ nam nhân bình thường chắc chắn muốn kêu meo meo dưới chân tỷ ấy có điều mình không phải là nam nhân bình thường y dô sư đệ nghe nói sư phụ giao phó cho đệ nhiệm vụ chấn hương tông môn như một lễ vật có thể sư tỷ ta cũng sẽ tặng cho đệ một món đây là thứ ta đào được ra từ khỏi một ngôi mộ cổ ngàn năm từ nhiệm vụ gần đây nghe nói có chút lai lịch gì đó tặng cho đệ đấy cảm ơn sư tỷ mọi người đừng nói chuyện nữa ở đây còn có một người đang hôn mê đây này không sao hội y sư tỷ chỉ là linh lực tiêu hao quá mức thôi đối với tỷ ấy bây giờ là chuyện tốt đợi qua vài ngày linh lực ổn định rồi mới có thể thăng cấp ngài là thú loại hay tôi là thú loại vậy cô ấy vừa thi triển huyễn thuật trong tình trạng không ý thức lúc này linh lực tiêu hao hết cũng là không ý thức nếu như không gọi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy có khả năng sẽ chịu ám thương. Được, vậy để ta, Tiêu Hằng đang tính động thủ thì đã bị Thịnh Kiều Lan ngăn cản. Sư đệ đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, được lắm, thì ra các ngươi là đồng bọn, một tên các ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Thôi tập này kết thúc ở đây, hẹn các bạn ở những video sau.